biết rằng anh sẽ buồn ngày mai đến nhà tôi mong thăm người bạn cũ. Dừng bước chân đầu ngõ anh thấy nhà chờ vơ không tiếng cười trẻ thơ. Người người như đợi chờ một màu lam thương nhớ. Rồi, chào quý vị và các bạn ha. Em đang ghép một cái con súp Mỹ Nòi. Đây là dòng EV Electro Voice. Thì loa này thì được sản xuất tại Mỹ ha, Made in Utah. Thì đây là dòng Mỹ Nòi, công suất 300W nha quý vị. 4G, 8 ohm. Rất là dễ ghép. Ở đây á, cái con này nó có cái hay á, vì cái bộ loa này hãng nó thiết kế ra quý vị, thì nó sẽ gồm một cái phần ở dưới là phần trầm 2 bass 40, này là gân mút, nó là dẻo rất là mềm quý vị, đến rất là mềm. Và cái phần trên là cái phần kèn, phần kèn của nó. Thì kèn này thì em đang ghép với cái kèn 2345, hồng kèn 2345 và cái cũ kèn là 2470 ha quý vị, của eBay. Đây là cái dòng mid chép kèn. Mid chép kèn cho nên là nó rất hợp để ghép với những cái con la như thế này ha. 2470 hay 16 ohm. Thì hãng nó thiết kế là gồm một cái phần thân súp và phía trên là trung và chép. Thì cái đôi kèn này nó có chức năng là trung mid chép kèn ha. Cho nên nó vừa thể hiện tiếng trung và thể hiện tiếng chép. Vì vậy ghép với những cái dòng loa như thế này nó rất là phù hợp, rất là tuyệt vời. Đấy. Thì XEW504A Crossover Evolution. Thì quý vị đây, nguyên một cái bộ phân tầng này nó khoảng 30cm ha. Nó bự 30cm thế này. Ở trong là nguyên một cái mạch tụ gì đó của Electro Voice. Thì quý vị chỉ cần gắn dây chép từ trên đây vào đây, vì đây nó có phân tầng ra rồi quý vị, nó có, mình chỉ cần gắn vào cái đường chép này ha, 2 V3 đây, output của chép đây này ha, gắn chép vào đây thì nó sẽ tự động hát và bên trong nó đã có phân tầng chép ở đây rồi ha. Ở đây là cả một cái bộ phân tầng rất là bự của EV. Đấy, thùng zin ha quý vị, sơn zin xịn sò. Thì đây, đường vào đây ha, ở đây đường ra đây ha, đường ra của chép. Đấy, chúng ta câu thẳng lên luôn ha, chúng ta không cần tụ cản gì hết, vì trong đây nó đã có phân tầng rồi, chúng ta không cần phải tụ cản này nọ hết ha, đã có phân tầng rồi. Thì đây là dính bẩn. Cái thùng này thì nó có chiều cao là khoảng 57 quý vị. Ủa, em xin lỗi, chiều ngang khoảng 50 để em đo cái chính xác. Thì khoảng gần 3 găng tay của em ha quý vị, 1 găng 2 găng, nó khoảng 50 mấy đó quý vị, 53 54. Chiều sâu là 2 găng tay ha quý vị, khoảng 42, cao chắc khoảng 1 mét. 1 2 3 4, khoảng 1 mét đó quý vị, cao khoảng 1 mét ha. Thì đây quý vị, gân nó là gân mút ha, gân zin của nó. Thì cái loa này á, bên nước ngoài về á, là nó không có cái lưới sắt này ha, như vậy lưới zin của nó là không lưới. Đấy, cái này em vừa kết hợp một cái lưới sắt vào, nhìn cho nó đẹp ha. Đấy. 2 bass 40, 2 bass thật. Này thì quý vị nếu mà không gian quý vị rộng hay là quý vị để cái loa này vào đánh là tuyệt vời luôn. Hay là những cái không gian nhỏ cũng được quý vị, những cái mà bự nhỏ quý vị đưa vô quý vị đánh riêu nó ra cái tiếng bass đầy rất là hay. Cái bass con này thì cực kỳ mềm sâu, đánh rất là hay. Thùng thì quá đẹp rồi. Đấy, cái phần thùng, cái đôi súp, cái đôi thùng súp ở dưới thì có mức giá là 29.500 nha quý vị. Phần kèn ở trên thì là 24.500. Thì quý vị thích lấy thùng súp thì lấy, thích lấy kèn thì lấy ha, không cần thiết phải lấy cả bộ, hay sao cũng được hết. Đấy, nguyên zin nguyên bản hết. Rồi, em có
cái kèn này là chưa có sơn, chưa có tút tát gì cho nha quý vị. Cái này quý vị muốn thích sơn mấy chỗ này cho nó đẹp thì em sơn lại luôn, tại vì em giữ cái zin lại cho quý vị ha. Mấy cái này thì có màu giống vậy luôn ha, thổi nhẹ cho cái là xong, nguyên zin nguyên bản chưa tút tát gì hết. Họng này là gan đúc nha, gan đúc, họng gan đúc nha. Đấy, củ rất là khủng luôn, một cái nó khoảng mười mấy ký. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, xin cảm ơn.